quay làm phóng sự mốt lên tên HTV 12. Trời ơi, trời ơi, phóng sự gì vậy trời. Cái này, món này gọi là bún cua hả? Cái này đặc sản của miền nào vậy? Đặc sản của vùng này á, vùng này ta thấy ta bán vậy rồi mình ăn thấy vừa miệng rồi mình bắt chước bán theo. Mà xuất xứ của nó là như mà miền Trung hay gì? Tại cái cua là miền Huế hả? Cái là Huế hay sao? À. Kiểu như thấy bún riêu cũng ngon rồi nấu cũng giống cây ra vậy. Ok. Tiền nhiêu không? Hai con như hả? Hai con đó là 400 ngàn. Dạ, quay lên. Cái này nó có hủ tiếu hả hay bún? Cái này có bán thêm hủ tiếu nữa. Ai thích ăn hủ tiếu thì mình nấu hủ tiếu cho người ta ăn. Xong rồi thịt cua với lại gạch cua với lại hành phi. Đằng ngày chỉ bán cái nồi đầy luôn á. Hơn nửa nồi từ các khoảng 6 giờ sáng thôi. 6 giờ bán tới 9 giờ mấy. Bún cua, thịt bò.